Để tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong học sinh các lứa tuổi, Đà Nẵng phát động chiến dịch tiêm chủng cao điểm trong tháng 8 này trước khi bước vào năm học mới. Theo chỉ đạo của thành phố, thì các quận huyện đã tích cực triển khai, tùy theo thực tế địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Ngũ Hành Sơn. Đây là điểm tiêm chủng tại trung tâm y tế được quận Ngũ Hành Sơn thiết lập để tiêm cho học sinh các trường học trên địa bàn. Theo kế hoạch, hôm nay, quận tiến hành tiêm cho các em học sinh tại trường tiểu học Trần Quang Diệu. Với nhiều hình thức truyền thông khác nhau, các bậc phụ huynh đã đồng thuận để đưa con em mình đến tiêm chủng, đảm bảo phòng ngừa COVID-19. Thấy cái tình hình dịch bệnh nguy hiểm, thành ra em chủ động cho con em đi chích vaccine để ngăn ngừa tất cả các bệnh. Vì sao? Để cho cháu vô trường có yên tâm thoải mái hơn. Căn cứ tình hình thực tế địa phương, quận Ngũ Hành Sơn đã thiết lập các điểm tiêm. Để đảm bảo chiến dịch cao điểm tiêm chủng trong tháng 8 này, mỗi trường được bố trí thời gian tiêm cụ thể để tạo thuận lợi cho nhà trường huy động học sinh đi tiêm đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc đảm bảo an toàn tiêm chủng được ngành y tế quận đặc biệt quan tâm. Tiêm ở Nga có trung tâm y tế thì có hồi sức cấp cứu sẵn. Và sau khi bệnh nhân tiêm thì theo dõi tự phòng lưu theo dõi 30 phút. Nếu mà có diễn biến cùng toàn chi thì mình sẽ xử trí cấp cứu. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái bệnh viện bọn để hỗ trợ trong cái phòng xe cấp cứu. Thống kê cho thấy đến nay trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 4.579 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng mũi 1 đạt tỷ lệ hơn 60%. So với tổng số trẻ mà gia đình đồng ý tiêm chủng, tỷ lệ tiêm mũi 2 hiện cũng đạt gần 44%. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại ở lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng đã đạt gần 27%.